Năm 2022, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện Long Điền tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân với nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, tích cực. Đáng ghi nhận hơn cả là Mặt trận Tổ quốc các cấp đã góp phần đáng kể vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Tổng kết công tác năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Long Điền cho biết, trong năm nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện đã vận động gần 1,3 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 13 căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ phương tiện sinh kế, chi phí khám chữa bệnh cho hộ nghèo, tăng học bổng cho học sinh nghèo, tổ chức phiên chợ không đồng. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh và chương trình giảm nghèo bền vững năm 2022, Mặt trận Tổ quốc huyện Long Điền đăng ký 78 mô hình. Năm 2023, Mặt trận Tổ quốc huyện tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động với 5 nội dung lớn như nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của huyện, nâng cao chất lượng hoạt động phản biện xã hội. Nhân hội nghị tổng kết công tác năm 2022, 6 cá nhân trên địa bàn huyện được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.